Ngọc Diệu xin được kính chào quý vị đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Pháp luật và cuộc sống. Thưa quý vị, sau khi kết hôn, tài sản chung được hình thành, các lợi ích cũng như là các quyền chiếm hữu sử dụng định đoạt đối với khối tài sản này cũng vì thế mà hình thành. Tài sản không chỉ gắn liền với những lợi ích thiết thực của hai bên mà còn là nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn sau khi vợ chồng ly hôn. Làm thế nào để đảm bảo được quyền lợi của các bên khi quan hệ hôn nhân không còn? Thế nào là tài sản chung, tài sản riêng theo quy định của pháp luật và thế nào là tài sản chung theo thỏa thuận? Với chủ đề phân chia tài sản chung và riêng, chương trình được phát sóng trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trên tần số FM 92 MHz và trên trang web brt.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình cũng đang được livestream trên trang fanpage của đài theo địa chỉ facebook.tv.brt. Quý khán thính giả quan tâm đến vấn đề này có thể truy cập vào những địa chỉ mà chúng tôi vừa cung cấp để theo dõi. Quý vị nào có những băn khoăn thắc mắc muốn đặt câu hỏi trực tiếp cho khách mời của chương trình thì xin hãy điện thoại đến số 02543 717 733 hoặc là gửi câu hỏi trên trang fanpage khi chương trình đang phát sóng trực tiếp. Bộ phận thư ký của chương trình sẽ tiếp nhận câu hỏi của quý vị và chuyển tới các vị khách mời để giải đáp cụ thể. Và tôi xin được nhắc lại số điện thoại của chương trình là số 02543 717 733. Bây giờ thì xin được giới thiệu đến quý vị khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Luật sư Vũ Thị Phương Thảo, công ty luật Gia Hân, đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và luật sư Trương Thị Thanh Thủy, giám đốc công ty luật Trương Thanh, đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xin được cảm ơn hai vị luật sư đã dành thời gian tham gia chương trình cùng chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin được mời hai vị luật sư cùng quý vị khán giả theo dõi câu chuyện sau. Từ đi vô nhà rồi nói chuyện chị ba. Từ từ để em uống miếng nước đã chị ba. Bữa giờ em cũng đang lo. Em hả cũng chạy té re nè. Chị tưởng rồi em ở không chắc à. Bay á, làm cán bộ bao nhiêu năm nay rồi. Không lẽ cái chuyện nhỏ xíu vậy á mà không biết đường đi nước bước làm sao. Tôi nghĩ là dì rành, cho nên tôi mới nhờ dì cho tiện. Phần thằng Chính nó tham quá, nó tính lấy hết cái miếng đất, cho nên tôi muốn làm ra chuyện đó chứ. Nhưng mà khó ở cái chỗ là anh ba với chị sống với nhau từ hồi đó tới giờ mà không có hôn thú. Bây giờ anh ba lại mất rồi, ai biết để công nhận là vợ chồng, lấy cái gì để chứng minh, rắc rối lắm đó chị ba. Thì chị với anh ba sống ở cái xóm này nè 30 năm nay rồi, bà con lối xóm đây ai mà không biết chứ. Lo gì mà không có người làm chứng, dì á cứ dắt cán bộ xuống đi, hỏi cái là biết liền chứ gì. Dì ba ơi, người ta có xuống, chị có người làm chứng đi nữa, nhưng mà quan trọng á là pháp luật có công nhận anh chị là hôn nhân hợp pháp hay không nữa cả. Vậy chứ tôi hỏi dì nè ha, tài sản của chồng của cha chết không để lại cho vợ cho con thì để lại cho ai? Em biết là như vậy rồi, nhưng mà cái miếng đất đó đó là anh ba Hùng mua với thằng Chính. Cũng may là giấy tờ có tên anh ba đó. Thì vậy là đúng rồi, còn đói gì nữa. Bây giờ quan trọng là làm sao phải chứng minh được chị với ba đứa nhỏ là người thừa kế hợp pháp của anh ba mới được đó chị. Khó là khó cái chỗ đó. Nhưng mà thằng Chính á, nó là cháu bà con của ổng. Không lẽ... Nó là cháu thiệt, nó biết chị là thím dâu thiệt. Nhưng mà bây giờ miếng đất đã xảy ra tranh chấp rồi, mà ra luật pháp á, thì người ta cần những cái giấy tờ hợp pháp, chứ đâu có nói khơi khơi được, đem mấy cái quan hệ bà con ra được chị. Trời đất, chuyện nó rành rành như ban ngày vậy, sao thằng Chính nó dám lật lọng chứ. Mà giờ phải làm sao hả gì? Chị ba nè, để tránh rắc rối á, hay là mình nhờ luật sư đi chị. Có cần thiết không gì? Chứ hả, tôi ngại ba cái vụ lùm xùm này lắm á. Không đâu chị, em nghĩ á, luật sư người ta sẽ chỉ cho mình đường đi nước bước, mình mới biết hướng mà mình làm. Ngay giờ á, là cái miếng đất đang tranh chấp với thằng Chính nè, sau đó chị còn chia thừa kế cho tụi nhỏ nữa. Mà chắc chắn á, là chị với anh ba còn vướng mấy cái vụ mà tài sản chung và riêng rất là nhiều, mà còn nhiều thứ lắm chị ba ơi. Thì thôi bây giờ á, tùy gì,
Dì muốn làm sao dì làm, miễn được việc là được rồi. Thiệt tôi đâu có dè là cái giấy hôn thú nó quan trọng dữ vậy chứ. Thiệt khổ à. Đó đó, bữa nay em qua chính là để hỏi ý chị cái vụ mà nhờ luật sư đó chị. Vậy bây giờ em tới văn phòng luật sư liền nghe chị. Ờ, vậy gì đi đi. Xong rồi á, chưa nhớ về ăn cơm với chị. Chứ ăn mình á, nó buồn lắm. Dạ, thôi vậy giờ em đi nha. Nhưng mà phải lo xong công chuyện á, thì em ghé liền nha. À, thôi em đi nghe chị. Dì đi đi, nha. Dạ, em tới ạ. Dạ, xin phép hai vị luật sư là trước khi trao đổi về cái câu chuyện mà chúng ta vừa theo dõi á, thì xin được hỏi là không biết là theo quy định của luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì như thế nào là tài sản chung, như thế nào là tài sản riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân ạ? Xin mời luật sư Thảo ạ. Theo cái quy định tại luật hôn nhân và gia đình 2014 thì cũng đã quy định rất là cụ thể thế nào là tài sản chung và thế nào là tài sản riêng vợ chồng trong cái thời kỳ hôn nhân. Cụ thể thì quy định về cái tài sản chung thì bao gồm tài sản do vợ chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân. Trừ cái trường hợp mà cái tài sản hai vợ chồng mà đã phân chia tài sản riêng trong chung riêng trong thời kỳ hôn nhân, trong thời kỳ hôn nhân mà các bên đã chia tài sản thì cái hoa lợi lợi tức của cái tài sản riêng đó thì vẫn là tài sản riêng. Cái tiếp theo đó là cái quyền sử dụng đất mà vợ chồng hình thành trong thời kỳ hôn nhân thì đương nhiên là tài sản chung của vợ chồng. Cái thứ hai đó là về tài sản riêng của vợ chồng thì bao gồm tài sản mỗi người đều có trước khi kết hôn hoặc là trong thời kỳ hôn nhân nhưng mà được tặng cho riêng, được thừa kế riêng, hoặc là cái tài sản mà phục vụ cái nhu cầu thiết yếu của mỗi bên trong quan hệ vợ chồng. Bên cạnh đó là ví dụ tài sản mà được hình thành từ cái tài sản riêng của vợ chồng. Ví dụ như là trước hôn nhân thì một người vợ hoặc người chồng có một mảnh đất chẳng hạn, sau đó thì bán đi và mua một cái mảnh khác thì đấy vẫn là tài sản riêng. Hoặc là vợ chồng trong quá trình chung sống với nhau thì có thỏa thuận về việc mà chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân thì đối với những cái khối tài sản mà mỗi bên được chia thì cái hoa lợi lợi tức của cái tài sản đó khi phát sinh thì vẫn được coi là tài sản riêng của vợ chồng. Xin được cảm ơn luật sư Thảo. Và quay trở lại với câu chuyện mà chúng ta vừa theo dõi thì bà Ba Ngọc có nói là bà Ba đã lấy ông Ba đã 30 năm nay rồi, và cả cái xóm thì ai cũng biết hết. Như vậy thì cái trường hợp của bà Ba Ngọc có được xem là một hôn nhân thực tế hay không, thưa luật sư Thủy? Vâng, tôi xin trả lời câu hỏi này như sau. Nếu mà tính theo luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì luật hôn nhân gia đình 2014 là có quy định là người nam và người nữ là khi chung sống với nhau như vợ chồng thì có đăng ký kết hôn thì mới được xem như là vợ chồng. Tuy nhiên là tại điều 131 của luật hôn nhân gia đình 2014 cũng có quy định là đối với những trường hợp mà cái người nam và người nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà trước khi cái luật 2014 có hiệu lực thì sẽ được áp dụng theo cái pháp luật tại thời điểm đó. Thì đối với cái trường hợp của bà Ba Ngọc này thì bà cho biết là cái quan hệ hôn nhân của bà là đã hơn 30 năm. Nhưng mà ở đây tôi không biết chính xác là 30 năm là cụ thể là 30 năm hoặc là 30 mấy năm, bởi vì nó có liên quan đến cái thời điểm để được xác định là quan hệ hôn nhân thực tế. Cụ thể như là theo nghị định 35 năm 2000 của Quốc hội là có quy định như sau, đó là đối với người nam và người nữ mà chung sống với nhau trước cái thời điểm ngày 3 tháng 1 năm 1987 mà không đăng ký kết hôn nhưng mà vẫn chung sống với nhau như vợ chồng và có con cái và cho đến thời điểm hiện tại hoặc là cho đến một trong hai người mà mất nhưng mà người ta đã sống trước cái mốc thời gian là ngày 3 tháng 1 năm 1987 thì sẽ được công nhận là vợ chồng. Thì nếu như mà bà Ba Ngọc này sống với người chồng trước cái thời điểm là ngày 3 tháng 1 năm 1987 thì mặc nhiên sẽ được xem xét như là một cái trường hợp là hôn nhân thực tế. Nhưng nếu là bà Ba Ngọc và cái người chồng sống sau cái ngày 3 tháng 1 năm 1987 mà trong thời gian đó mà hai người không có đăng ký kết hôn thì theo quy định của pháp luật tại thời điểm đó cũng như là tại
theo pháp luật hiện tại thì không được công nhận là vợ chồng về mặt hôn nhân thực tế. Yeah. Thì trong trường hợp này thì tôi không, thì nó có hai trường hợp xảy ra như thế, thì có thể là bà Ba Ngọc sẽ xác định xem là mình thuộc trường hợp nào, là trước ngày 3 tháng 1 năm 1987 hay là sau ngày 3 tháng 1, trên cơ sở đó là mình mới có được những cái bước pháp lý tiếp theo để đòi lại cái quyền lợi liên quan đến cái phần đất mà của ông ba Hùng với ông Chính. Trong câu chuyện thì bà Ba chỉ có nói là bà Ba sống với ông ba là hơn 30 năm mà không biết cụ thể được là có phải là trước ngày 3 tháng 1 năm 1987 hay không. Như vậy thì chúng ta cứ đặt ra hai dữ kiện là có thể là bà Ba sống với ông ba trước ngày 3 tháng 1 năm 1987 thì cuộc hôn nhân của bà Ba và ông ba được xem là được hôn nhân thực tế. Nếu như mà là hôn nhân thực tế thì bà Ba và các con của bà Ba có được hưởng cái di sản thừa kế của ông ba để lại theo đúng pháp luật hay không ạ? Vâng, thì nếu trong trường hợp này là trường hợp của bà Ba Ngọc là hai người chung sống với nhau trước ngày 3 tháng 1 năm 1987 thì là hôn nhân thực tế, thì mặc nhiên là được pháp luật thừa nhận và bảo vệ cái quyền lợi của cái người vợ. Còn trong trường hợp nếu mà không phải sống trước ngày 3 tháng 1 năm 1987 thì quyền lợi của các người con vẫn được bảo vệ. Tại vì chỉ có bà Ba Ngọc là không được hưởng. Thì không được hưởng liên quan đến cái phần thừa kế thôi. Còn tôi đặt ra cái hai trường hợp, thí dụ nếu là hôn nhân thực tế thì cái tài sản này sẽ được coi là tài sản chung của vợ chồng. Thì một nửa là sẽ của bà Ba và còn một nửa kia sẽ được chia đều cho các con và của bà. Còn trong trường hợp là bà được xác định là không phải là hôn nhân thực tế thì cái phần tài sản này, thì cái tài sản còn lại là di sản của ông ba thì sẽ được chia cho các thừa kế còn lại của ông, là tức có nghĩa là các người con. Thì nó có hai trường hợp như vậy. Xin được cảm ơn luật sư Thủy. Và thưa luật sư Thảo, như phân tích vừa rồi của luật sư Thủy thì nếu như mà trong cái trường hợp này thì không biết là cái phần hùng của cái miếng đất mà của giữa ông ba với ông chính á, thì bà Ba Ngọc cũng như là các con của bà sẽ được hưởng như thế nào ạ? Như luật sư Thủy thì đã phân tích, cái này là sẽ có hai trường hợp. Một cái trường hợp là nếu như mà cái vợ chồng bà Ba Ngọc đã sinh sống với nhau trước ngày 3 tháng 1 năm 1987. Như vậy thì hôn nhân của bà Ba Ngọc và chồng là được công nhận. Như vậy thì bà Ba sẽ được hưởng cái quyền lợi của cái người vợ. Đó là được, thứ nhất, cái tài sản mà ông Ba Ngọc, chồng bà Ba hùn với ông Chín sẽ được chia đôi. Bởi vì đây là tài sản chung của vợ chồng. Nếu như mà ông ấy hồn trong cái thời kỳ hôn nhân, hai người sinh sống với nhau, thì sẽ là chia đôi của bà Ba Ngọc một nửa và của ông chồng một nửa. Và cái phần của người chồng đấy sẽ được chia cho cái hàng thừa kế thứ nhất, là gồm bà Ba Ngọc, các con, các con, và có thể là bố mẹ ông nếu chồng nếu như còn sống. Cái trường hợp thứ hai là cái trường hợp mà bà Ba Ngọc không được công nhận là hôn nhân thực tế, đó là cái trường hợp mà sinh sống sau ngày 3 tháng 1 năm 1987 mà hiện nay vẫn chưa kết hôn. Thì cái phần này, vẫn tài sản của ông ba này sẽ được chia cho hàng thừa kế thứ nhất, thì không bao gồm bà Ba Ngọc mà chỉ bao gồm các con hoặc là bố mẹ nếu như bố mẹ còn sống. Đấy là hàng thừa kế thứ nhất. Xin được cảm ơn cả hai vị luật sư đã giúp tư vấn cho chúng tôi hiểu rõ hơn về câu chuyện vừa rồi ạ. Thưa quý vị, với chủ đề phân chia tài sản chung và riêng, chương trình đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo khán giả nghe xem đài. Bây giờ là thời gian chương trình dành cho khán giả. Xin được mời bộ phận thư ký chuyển câu hỏi cho chúng tôi ạ. Chị định cho tôi hỏi cái vấn đề này chút xíu ạ. Tôi là người cha, vừa mới hưởng được tài sản của đất và nhà do cha mẹ tôi để lại. Bây giờ tôi muốn là để cái phần đất đó lại cho con của tôi luôn. Thì nó có ảnh hưởng gì đến quyền lợi của vợ tôi hay không vậy? Và vợ tôi có phải là đồng ý ký cho tài sản đó không? Dạ rồi, xin cảm ơn khán giả. Xin được mời hai vị luật sư giúp tư vấn cho khán giả vừa rồi ạ. Tôi xin tư vấn cho cái khán giả vừa rồi. Đấy là bác có hỏi là anh là bác được cái hưởng cái tài sản của người cha để lại. Và hiện bây giờ thì bác muốn để lại cho các con. Và bác hỏi rằng là cái việc này nó có ảnh hưởng gì đến vợ hay không, hay là có phải vợ có phải ký vào các cái giấy tờ không. Thì tôi xin trả lời như sau. Theo cái quy định về của luật hôn nhân gia đình về cái tài sản chung và tài sản riêng, thì đối với cái tài sản mà được thừa kế riêng, như bác nói là cái tài sản mà được hưởng từ người cha để lại, được nếu như được thừa kế riêng thì đây là cái tài sản riêng của người cha, và bác hoàn toàn có quyền
tự định đoạt cái tài sản này của mình. Dạ. Để cho các cái người con hoặc là cho bất kỳ ai, nếu như mà bác để lại bằng cách là di chúc hoặc là tặng cho hoặc là chuyển nhượng định đoạt, thì cái này là hoàn toàn, nếu như là được thừa kế riêng thì hoàn toàn thuộc cái quyền định đoạt của bác. Dạ, xin được cảm ơn luật sư và cũng xin được cảm ơn vị khán giả vừa rồi đã tham gia chương trình. Và tiếp sau đây thì bộ phận kỹ thuật cũng vừa chuyển cho Ngọc Diệu câu hỏi của một vị khán giả, xin được gửi tới hai vị luật sư như sau. Chị họ của tôi và chồng chị kết hôn năm 2002. Sau khi về làm dâu thì vợ chồng anh chị ở cùng với mẹ chồng. Sau một thời gian chung sống thì anh họ tôi muốn ly hôn với chị. Trong quá trình chung sống, vợ chồng anh chị có xây dựng được một ngôi nhà 2 tầng có diện tích là 180m². Chị họ tôi xác định ngôi nhà là tài sản chung của vợ chồng, còn anh họ thì lại cho rằng ngôi nhà là do mẹ anh xây, không phải do vợ chồng anh xây. Xin được hỏi là trường hợp này thì mảnh đất là tài sản chung của vợ chồng anh chị họ tôi hay không? Và cái việc phân chia như thế nào? Xin được mời hai vị luật sư giúp tư vấn cho khán giả. Vâng, tôi xin được trả lời câu hỏi này. Nhưng mà trong cái câu hỏi này thì vị khán giả này chưa có nói rõ là cái nhà này là hiện nay là có được cấp cái giấy chứng nhận quyền sở hữu hay không? Và là ai đứng tên? Cho nên là tôi xin tư vấn theo hai trường hợp như sau. Đó là cái thứ nhất là theo thông tin trong câu hỏi thì tôi thấy là chị, cái người con dâu này là về chung sống với mẹ chồng. Tức có nghĩa là khi mà về thì đã có cái nhà rồi, nhưng mà trong quá trình chung sống là hai vợ chồng lại xây lên một cái căn nhà là 180m². Và cái câu hỏi là liệu là khi mà phân chia tài sản thì có được phân chia cái phần đất đó hay không, và cái liên quan đến cái phần nhà là có chứng minh được là cái nguồn tài sản đó hay không. Thì nhưng mà trong trường hợp trong thời kỳ hôn nhân mà hai vợ chồng cùng xây dựng cái căn nhà đó lên và hai vợ chồng là cùng đứng tên sở hữu liên quan đến cái căn nhà đó thì dĩ nhiên nó là tài sản chung của vợ chồng. Còn trong trường hợp là chỉ có một trong hai người đứng tên, tức là trong thời kỳ hôn nhân luôn là nhưng mà một trong hai người đứng tên, thì theo quy định của luật hôn nhân và gia đình thì nó vẫn được xác định đó là tài sản chung của vợ chồng. Tuy nhiên là ở đây là chị này là chỉ có nhắc đến là liên quan đến căn nhà thôi mà không nói rõ về cái phần đất. Thì thí dụ nếu như là thông thường thì khi mà người ta xây nhà lên thì nó phải, mình phải cung cấp liên quan đến cái giấy tờ đất, tức là sổ đỏ của đất á. Thì như vậy thì nếu như mà gia đình của bên chồng là cho hai vợ chồng liên quan cái mảnh đất này để mà xây cái nhà lên thì nó dĩ nhiên nó là tài sản chung của hai vợ chồng luôn, thì khi chia thì nó sẽ là chia đôi. Còn trong trường hợp là gia đình chồng người ta chỉ cho mượn cái đất đó để cho hai vợ chồng xây dựng cái nhà đó lên, thì trong trường hợp này thì cái tài sản này nó được xác định, nếu như mà gia đình chồng chỉ cho người chồng thì nó sẽ được xem như là tài sản riêng của người chồng. Còn trong trường hợp cái mảnh đất này vẫn đứng tên của bên mẹ chồng thì dĩ nhiên là cái đất này nó là tài sản của bên phía mẹ chồng. Đó, đúng rồi. Thì nhưng mà liên quan đến cái việc là luật hôn nhân và gia đình 2014 là có quy định là đối với trường hợp là khi mà hai bên tranh chấp và chia tài sản liên quan tới phần đất á, mà cái người mà không còn ở cái đất đó nữa thì cũng có thể là được xem xét liên để mà trả một cái phần tiền liên quan gọi là cái công sức đóng góp để duy trì và phát triển cho cái tài sản đó. Thì có thể là cái chị dâu này, cái chị con dâu này có thể là không được chia cái phần đất đó, nhưng mà có thể sẽ được chia một phần tiền giá trị, đúng rồi, liên quan đến cái phần đóng góp của chị ấy. Dạ, xin được cảm ơn luật sư. Và với phần tư vấn vừa rồi của luật sư Thủy thì Ngọc Diệu hy vọng vị khán giả của chúng ta cũng đã hiểu rõ hơn về trường hợp của mình. Xin được cảm ơn khán giả đã tham gia chương trình. Bây giờ thì xin được mời bộ phận thư ký hãy tiếp tục chuyển câu hỏi của khán giả đến hai vị khách mời tham gia chương trình hôm nay. Alo, tôi hỏi ba tôi đã mất cách nay được là 3 năm, nhưng mà còn miếng đất với cái nhà. Nhà tôi có 7 anh chị em, ba tôi mất thì không có để lại tài sản cho ai. Trong khi đó mẹ tôi mất trước ba tôi nhiều năm. Hiện nay em trai tôi đòi chia phần tài sản này, nhưng mà gia đình tôi muốn là phần tài sản này để làm nhà thờ phượng. Vậy có được hay không? Xin cho tôi biết. Tức là không có chia cái phần tài sản này đúng không ạ? Đúng rồi, không có chia phần tài sản này cho anh em trong nhà hết. Dạ rồi, xin cảm ơn khán giả. Dạ, xin được mời hai vị luật sư ạ. Cái trường hợp này của anh ấy, thì anh cho biết là ba mẹ anh thì đều đã mất, và ba anh đã mất 3 năm rồi. Và cái tài sản thì đã có một miếng đất, một căn nhà ở trên, và có 7 anh chị em. Nhưng mà trong đó thì bây giờ người em thì muốn chia
nhưng mà những người còn lại thì muốn làm nơi thờ tự. Tuy nhiên, theo cái quy định về thừa kế thì đối với tài sản mà được gọi là di sản thừa kế do người cha để lại, như vậy là quyền thừa kế nó thuộc hàng thừa kế thứ nhất, đó là các anh chị em đều có các cái phần bằng nhau và đều có cái quyền và yêu cầu cái chia di sản thừa kế. Tuy nhiên nếu như mà các anh chị em mà muốn là dùng cái tài sản này làm nơi thừa kế thì phải được sự thỏa thuận của tất cả các anh chị em đồng lòng đó. Thì cái này nó liên quan đến cái việc mà chia thời hiệu. Về cái thời hiệu xin chia thừa kế thì cái thời hiệu là chia thừa kế là 30 năm. Như vậy thì nếu như cái trường hợp mà các anh chị mà cứ muốn để cái tài sản như vậy trong thì sau này nếu như hết cái thời hiệu thừa kế thì cái tài sản nó sẽ thuộc về cái người quản lý. Tuy nhiên nếu như mà người em mà có cái yêu cầu chia, hoặc là có cái nếu như không thỏa thuận được mà người em lại khởi kiện ra tòa án để yêu cầu chia thừa kế thì cái tài sản này sẽ được chia. Tuy nhiên thì anh những 6 người còn lại thì có thể có cái phương án, đó là cái thỏa thuận về cái việc mà để cái nơi này làm cái nơi thờ tự, nhưng mà cùng định giá và xuất ra một cái số tiền để trả cho người em tương đương với cái phần mà người em đáng lẽ được hưởng. Thì tôi nghĩ đó là cái phương án chắc là tốt nhất. Dạ, xin được cảm ơn luật sư. Và bây giờ cũng xin được mời bộ phận thư ký hãy tiếp tục chuyển câu hỏi cho chúng tôi. Dạ, chị ơi, như cho em hỏi như là được không nhân gia đình như vậy á, hiện nay thì chồng em có viết đơn ly dị giữa hai vợ chồng á, là cái viết đơn như vậy là chồng em á, như trước giờ giữa hai vợ chồng á không có mâu, cũng có mà nhiều mâu thuẫn, về chồng á mới viết đơn ly dị là nó hại là em mấy đằng này đó. Như là trước giờ sống bên chồng thì em kiều nhiều là như là em bị nhiều cái bị chèn ép, rồi bị hãm hại, rồi thêm mẹ chồng khó khăn, rồi rồi xúi giục chồng đánh đập em như vậy đó. Nhưng mà ngày nay thằng chồng nó đi ra, nó ly dị như vậy em đằng này, mẹ chồng nó có xúi là nói là viết trong đơn kiện lại đằng này, nói là chồng em mới bố mé sự thật, mới nói là chồng em tại vì trước giờ em sống bên chồng gây gổ với mẹ cha mẹ chồng, rồi với lại em là hổng em hổng ẩu với cha mẹ chồng, với lại em đâm chém đuổi chồng ra khỏi nhà, rồi sống không có có trách nhiệm với chồng với con như chưa, nên là giờ chồng em muốn viết đơn ly dị để ghi ra ly hôn đó. Rồi chị như vậy là như theo cái pháp luật á thì bây giờ em phải làm như thế nào chị? Dạ rồi. Xin lỗi, chị ở đâu ạ? Dạ, chị em ở quê ở Cà Mau. Dạ. Xin được mời hai vị luật sư ạ. Một vấn đề cũng khá là nan giải. Vâng. Tôi xin được trả lời câu hỏi này, nhưng mà lúc nãy cái vị khán giả này đặt câu hỏi thì là chị ấy không nói rõ cái yêu cầu của chị là như thế nào. Tức có nghĩa là chị ấy là vẫn đồng ý với cái việc ly hôn, hay là chị ấy đồng ý ly hôn nhưng mà không đồng ý với cái những cái lý do mà ông chồng đưa ra, hay là chị ấy là muốn níu kéo lại cái hôn nhân này. Tôi xin được trả lời như sau. Trong cái theo quy định của luật hôn nhân gia đình đó, thì khi mà cái quan hệ giữa hai bên của người nam và người nữ là trầm trọng và không thể nào mà chung sống với nhau được nữa, thì pháp luật là nếu mà một bên hoặc là cả hai bên đều có yêu cầu là để ly hôn thì là các bên đều có quyền để đưa khởi kiện ra tòa để yêu cầu là tòa án là công nhận cho ly hôn. Nhưng mà còn liên quan đến cái việc là các bên có quyền được trình bày về các cái nguyên nhân dẫn đến cái việc ly hôn đó. Ví dụ trong trường hợp mà chị không đồng ý với cái những cái nguyên do, những cái lý do mà cái người chồng đưa ra là chị nói là những cái thông tin đó là nó không đúng và nó xúc phạm đến danh dự của chị, thì chị có quyền là trình bày tại tòa và cho rằng là những cái lời trình bày của cái người chồng là không đúng sự thật, và chị được quyền phản biện lại đối với những cái lý do đó. Và còn khi mà cả hai bên đều không thống nhất về cái việc là giải quyết thì và đều có cái yêu cầu là tòa án giải quyết cho ly hôn, thì tòa án sẽ giải quyết để cho cả hai vợ chồng ly hôn. Còn nếu như mà hai vợ chồng đều có liên quan đến vấn đề về tài sản và vấn đề về con chung thì cái vấn đề này là cũng sẽ được giải quyết chung trong trong cái vụ án ly hôn đó.
Cho nên lúc nãy là tôi không, vị khán giả là cũng không nói rõ là cụ thể là cái là chị muốn là cái yêu cầu nó như thế nào, thì tôi xin được trả lời như thế. Thưa luật sư Thủy, là hiện tại là bộ phận thư ký cũng vừa báo là vị khán giả đó tiếp tục đặt câu hỏi với chương trình, thì bây giờ thì cũng xin được phép hai vị luật sư tiếp tục nghe câu hỏi của khán giả vừa rồi ạ. Như cho em hỏi có một vấn đề nữa là giữa vợ chồng em, bây giờ chồng em có viết đơn ly dị giữa hai vợ chồng em á, là cho em hỏi như là giữa trước giờ là hai vợ chồng em chung sống, mẹ chồng có cho là đã cho 3 năm công đất là trước trai vợ chồng em cũng có bằng ăn rồi, nhưng mà trên thực tế thì bà không có làm giấy làm tờ gì cho hết, trên danh nghĩa thì bà nói cho làm, trước giờ cũng cho làm, nhưng mà mục đích của bà là không có làm giấy làm tờ để cho gì hết. Rồi ngày nay lên với vợ chồng em chung sống chung, có tài sản riêng, có tiền bạc làm ăn trước giờ có, với vàng bạc mẹ chồng cho đó, mẹ chồng mượn lại hết vàng bạc tiền làm chung, hai chồng làm chung ra đó là mẹ chồng cũng mượn lại hết. Rồi hôm nay ly dị ra là mẹ chồng mới viết ở trong, thằng chồng mới viết trong đơn ra là không có tài sản chung gì hết. Rồi mới viết đơn ly dị ra là do vợ chồng em, giữa hai chồng em có tài sản chung gì hết, với lại vợ chồng em bằng chung cũng có một chân hụi để... một chung hội 500 để sống chung, rồi với lại thêm một chung hội 300 nữa là mẹ chồng mượn hết luôn. Rồi với lại 5 công đất, với lại em có mướn thêm là 3 công đất là của người ta làm thêm nữa, mà mẹ chồng năm nay làm ra là nói viết đơn ra thôi, ly dị là hai vợ chồng em không có cái tài sản chung gì hết. Rồi giữa cái quyền lợi là em ly dị đó, em khi chết ố ly dị thì em có quyền lợi gì thôi chị? Với lại dạ chị thôi ạ. Bây giờ là chúng ta đã biết rất là rõ là cái câu hỏi cũng như khán giả muốn gửi tới chương trình là gì. Xin được mời luật sư Thủy tiếp tục ạ. Tôi xin được trả lời tiếp cái câu hỏi này của chị như sau, là liên quan đến cái 5 công đất thì bên mẹ chồng chị cho, nhưng mà họ lại, người ta lại chưa có làm chưa cái có giấy tờ sang tên đất, thì về thì theo quy định của pháp luật đất đai ấy, thì đối với cái việc mà tặng cho là phải làm thành văn bản giấy tờ, phải đúng rồi, phải theo một cái trình tự thủ tục. Thì trong trường hợp này là chỉ nói miệng thôi, thì tức có nghĩa là cái quan hệ tặng cho này là nó chưa có phát sinh hiệu lực pháp luật, do đó là cái phần đất này nó sẽ không được xem như là tài sản chung của vợ chồng. Tuy nhiên là cái luật hôn nhân và gia đình 2014 nó là có quy định như sau, là đối với cái trường hợp là vợ chồng mà chung sống với gia đình á, mà chung sống chung vô cái một mảnh đất đó và có cái công sức để mà duy trì và phát triển chung cho cái khối đất đó, mà khi ly hôn á mà không còn ở tại cái mảnh đất đó thì là được xem xét, khi mà ly hôn sẽ được xem xét về cái công sức đóng góp liên quan đến cái việc là phát triển và duy trì cái đất đó. Thì trong trường hợp này là chị có thể là sẽ được chia một phần giá trị liên quan cho cái công sức đóng góp đó của mình. Còn liên quan đến các cái chân hụi hay là những cái tài sản mà mẹ chồng chị đã mượn, thì trường hợp này thì khi mà ra tòa thì chị có thể là trình bày là và đưa ra những cái chứng cứ hoặc là những cái giấy tờ để mà, hoặc là những cái người nhân chứng để chứng minh rằng là mẹ chồng của chị là đã mượn và đã nhận những cái chân hụi này, để yêu cầu là bên phía mẹ chồng là có trách nhiệm phải trả lại cái phần tài sản này. Rồi ngoài ra thì tài sản nó có thể là những cái bất động sản khác, hoặc là nhà cửa, hoặc là những động sản ví dụ như là xe, hoặc là những cái tài sản khác vân vân, thì đây cũng sẽ được xem. Và nếu như những cái tài sản này nó được phát sinh trong cái thời kỳ hôn nhân thì đây cũng sẽ là tài sản chung của vợ chồng, thậm chí là kể cả bàn ghế, tủ, áo, vân vân, những cái vật dụng ở trong gia đình mà phát sinh trong cái thời kỳ hôn nhân thì đều là tài sản chung của vợ chồng. Thì nếu như mà hai người ly hôn mà người nào nhận những cái tài sản đó thì cái người mà không nhận tài sản là sẽ được thanh toán lại cái giá trị của những cái phần tài sản mà cái người bên kia đã nhận. Dạ. Vâng. Xin được cảm ơn luật sư Thủy, và với phần tư vấn vừa rồi của luật sư Thủy thì Ngọc Diệu cũng hy vọng vị khán giả ở Cà Mau cũng sẽ hiểu rõ hơn về trường hợp của mình. Xin được cảm ơn khán giả đã tham gia chương trình. Dạ. Dân thưa hai vị khách mời, rõ ràng là mỗi người đều có một cái nhận thức cũng như là một cái quan điểm khác nhau liên quan đến vấn đề tài sản chung trong quan hệ vợ chồng. Nhân đây thì xin hai vị khách mời hãy cho chúng tôi được biết là những cái căn cứ pháp lý quy định về xác định tài sản chung và riêng giữa vợ và chồng ạ.
Cái căn cứ pháp lý về cái quy định về cái quan hệ mà tài sản chung, tài sản riêng vợ chồng mà cụ thể nhất và đầy đủ nhất thì hiện nay đấy là cái luật hôn nhân và gia đình. Và ngoài ra thì còn một số các cái quy định nữa, đó là ở trong bộ luật dân sự, ví dụ như là các cái trường hợp mà liên quan đến cái tài sản chung hay là đối với sở hữu nhiều người hoặc là hộ gia đình, thì cái này thì được quy định ở trong luật đất đai hoặc là bộ luật dân sự, hoặc là quan hệ về thừa kế thì liên quan đến cái bộ luật dân sự. Tuy nhiên, đầy đủ nhất và cụ thể nhất hiện nay thì đã được quy định tại bộ luật luật hôn nhân gia đình 2014 và các cái văn bản hướng dẫn thi hành, các cái nghị định thông tư kèm theo. Bên cạnh những cái ý kiến vừa rồi của luật sư Thảo thì không biết luật sư Thủy có thêm cái nội dung gì cho cái câu hỏi này hay không ạ? Như luật sư Thảo là trình bày là cũng đã đầy đủ rồi, thì tôi chỉ tóm tắt lại, vắn tắt một chút xíu nữa, đó là các cái để xác định căn cứ pháp lý để xác định các cái tài sản chung và riêng đó. Thứ nhất là bộ luật hôn nhân và gia đình, luật dân sự và luật đất đai và các cái văn bản hướng dẫn có liên quan. Xin được cảm ơn luật sư. Và thưa hai vị khách mời, thông qua địa chỉ email của chương trình thì chúng tôi có nhận được câu hỏi của chị Trương Thị Ngọc Kiều, ngụ tại xã Hắc Dịch, huyện Châu Đức. Chị có gửi câu hỏi đến chương trình với nội dung như sau. Chị và chồng chị sống với nhau từ năm 1999, không đăng ký kết hôn. Đến nay đã có hai mặt con, tài sản chung thì gồm có 3 chiếc xe máy, một căn nhà và 2 mẫu điều. Hiện nay thì chồng chị muốn ly hôn. Vậy có thể làm đơn ra tòa để ly hôn hay không? Và việc phân chia tài sản có thể tự thỏa thuận với nhau hay là tòa án giải quyết? Xin được mời luật sư Thảo ạ. Cái trường hợp này của chị thì như các câu hỏi trước là chúng tôi đã trình bày về cái trường hợp mà hôn nhân thực tế, thì hiện nay đối với cái quy định của pháp luật về cái hôn nhân thực tế thì chỉ những cái đôi vợ chồng nào mà sinh sống với nhau trước ngày mùng 3 tháng 1 năm 1987 mà đến nay vẫn không đăng ký kết hôn thì mới được công nhận là vợ chồng theo hôn nhân thực tế. Còn đối với các cái trường hợp mà vợ chồng chung sống với nhau mà sau ngày mùng 3 tháng 1 năm 1987 mà đến nay vẫn không đăng ký kết hôn thì không được coi là hôn nhân thực tế, và như vậy thì không được coi là quan hệ vợ chồng và không phát sinh cái nghĩa vụ vợ chồng với nhau. Tuy nhiên, khi mà các bên có chung sống với nhau, có sinh con đẻ cái và có các phát sinh các cái tài sản chung thì khi mà một bên muốn yêu cầu ly hôn thì vẫn có thể gửi đơn đến tòa án để yêu cầu. Tuy nhiên, tòa án sẽ giải quyết trên cái phương như sau, đó là đối với cái quan hệ vợ chồng thì tòa án sẽ ra cái quyết định không công nhận quan hệ vợ chồng của hai người này. Còn đối với tài sản và con cái thì sẽ giải quyết như sau. Đó là đối với quyền và nghĩa vụ của cha mẹ với con thì trong trường hợp này thì như là quan hệ vợ chồng, đó là con chưa thành niên thì sẽ được pháp luật bảo vệ, đó là bên nào mà chịu trách nhiệm nuôi con thì bên kia vẫn có nghĩa vụ cấp dưỡng. Nếu như không thỏa thuận được thì sẽ tòa án sẽ giải quyết. Còn đối với tài sản thì các bên hoàn toàn có thể tự thỏa thuận. Luật luôn luôn tôn trọng cái sự thỏa thuận của các bên. Trường hợp mà các bên không thỏa thuận được với nhau thì lúc đó mới có quyền, mới yêu cầu tòa án giải quyết, thì tòa án mới giải quyết cái trường hợp mà chia tài sản chung. Xin được cảm ơn luật sư Thủy ạ. Xin được hỏi luật sư Thủy tiếp là cái chế độ tài sản theo thỏa thuận thì được hiểu như thế nào? Và căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ chồng đang có tranh chấp có phải là tài sản riêng của mỗi bên hay không, thưa luật sư? Chế độ tài sản theo thỏa thuận giữa vợ chồng nó là một cái tổng hợp các cái quy phạm pháp luật, nó điều chỉnh về cái quyền sở hữu tài sản của vợ và chồng, thì nó bao gồm các cái quy định về căn cứ về xác lập cái quyền sở hữu tài sản, quyền và nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung, tài sản riêng, các trường hợp và cái nguyên tắc phân chia tài sản giữa vợ và chồng. Chúng ta có thể hiểu nôm na nó giống như là một cái bản thỏa thuận, như là một cái bản hợp đồng do chính người vợ và người chồng xây dựng trước khi kết hôn. Và nó sẽ được nó là một cái cơ sở để phân định phân chia cái tài sản cho vợ chồng khi mà xảy ra tranh chấp cũng như là trong cái quá trình hôn nhân của vợ chồng. Và căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ chồng đang có tranh chấp có phải là tài sản riêng của mỗi bên hay không thì nó cụ thể như sau. Đó là đối với những cái tài sản nó được tạo lập trước khi kết hôn
mà được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu trước khi kết hôn và những cái tài sản mà vợ chồng được tặng cho riêng, được thừa kế riêng trong thời kỳ hôn nhân và có bằng chứng hợp pháp và thông qua hợp đồng tặng cho, có cái chứng từ về cái việc phân chia di sản thừa kế hoặc là các cái chứng từ về việc tặng cho. Đối với ví dụ như là giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất hoặc là quyền sở hữu đối với tài sản và trước đó không có thỏa thuận để được coi là tài sản chung thì nó sẽ được coi là tài sản riêng. Dạ, xin được cảm ơn luật sư Thủy. Dân và hiện tại thì bộ phận thư ký của chúng tôi cũng đã nhận được khá nhiều câu hỏi của khán giả. Bây giờ sẽ tiếp tục là thời gian để hai vị khách mời giúp tư vấn cho khán giả. Xin được mời bộ phận thư ký hãy chuyển câu hỏi của khán giả cho hai vị khách mời tham gia chương trình hôm nay. Dạ. Chị năm 93 là mẹ chị giả chị. Chị gia đình chị sinh sống với cả chị là đến năm 2003 là có một đứa. Rồi đến năm 2003 là mẹ chị cho chị là một cái tài sản là một miếng đất rồi cất lên một cái quán và một cái nhà. Năm 2013 là ông xã chị ông có vợ bé, ông ra đi. Mà bây giờ chị muốn hỏi là em là chị, cho chị biết là cái miếng đất này là quyền bằng khoáng là chị đứng tên, hộ khẩu nhà là chị đứng tên, còn con với chồng là đứng ở hộ khẩu bên chồng, còn cái nhà này với miếng đất này là mẹ chị cho chị đứng tên, chắc hộ khẩu về đây chị đứng tên năm 2003 chị đứng tên. Rồi bây giờ ông xã chị cũng có vô bé, mà bây giờ chị muốn là miếng đất này điểm nhất á là chị tính là bán để lấy cái số tiền đó cho con chị đi du học, mà bán có liên quan gì tới chồng của chị hay không? Tại vì bàn khoán chị đứng, hậu khẩu thì chị cũng đứng luôn. Có một mình anh tên chị thôi. Dạ rồi. Chị muốn bán cái tài sản đó, mà trong lúc này là chờ thời gian là ông xã chị có vợ bé 7 năm rồi. Nhưng mà chị chưa có ly hôn, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, cái tài sản này là tài sản của mẹ chị cho chị. Bàn khoán chị đứng tên, hậu khẩu chị đứng tên. Nhưng mà chị muốn bán là có liên quan gì đến ông xã chị hay không? Hoặc là cần cái một số vấn đề bên ông chồng chị hay không? Xin lỗi, chị ở đâu ạ? Chị ở Phúc Nốt, Cần Thơ. Dạ rồi, cảm ơn câu hỏi của chị. Xin được mời hai vị luật sư giúp tư vấn cho khán giả. Đối với cái trường hợp khán giả ở Cà Mau thì tôi xin tư vấn như sau. Thì chị có nói rằng là vợ chồng chị kết hôn năm 93 và năm 2003 thì mẹ chị có cho một mảnh đất. Và cái này thì đã được sang tên và đứng tên một mình chị rồi. Và đến năm 2013 thì phát sinh mâu thuẫn về cái việc mà vợ chồng với nhau. Và bây giờ thì chị muốn bán cái mảnh đất này để cho con gái. Thì như chúng tôi đã trao đổi là về cái tài sản chung và tài sản riêng vợ chồng. Thì đối với cái trường hợp mà cái tài sản mà được tặng cho riêng, đây là trường hợp mà chị được mẹ chị cho riêng và cái bằng chứng là chị đã đứng tên một mình đứng tên trên cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thì như vậy đây là tài sản riêng của chị và chị hoàn toàn có quyền tự định đoạt với cái tài sản này, tặng cho hoặc là mua bán hoặc chuyển nhượng. Thì cái này là thuộc cái quyền tự định đoạt của chị. Tôi xin bổ sung thêm một tí đó là đối với cái trường hợp này là nếu như mà bởi vì là bản thân của cái chị là đã có gia đình rồi, tức là đã có đăng ký kết hôn rồi, thì khi mà chị muốn bán thì khi mà chị ra phòng công chứng là bên phòng công chứng là thứ nhất là người ta sẽ yêu cầu chị đưa ra những cái giấy tờ để chứng minh đây là tài sản riêng của chị. Thì chị phải cung cấp được là cái hợp đồng tặng cho của cái người mẹ liên quan đến miếng đất đó. Còn nếu như mà chị không chứng minh được thì có thể là bên phía phòng công chứng là người ta sẽ không có chấp nhận, bởi vì người ta sẽ mặc nhiên người ta cho rằng đây sẽ là tài sản chung. Tại vì luật hôn nhân và gia đình cũng có quy định luôn là trong trường hợp mà không có bằng chứng hoặc là chứng cứ để chứng minh đây là tài sản riêng thì nó mặc nhiên sẽ là tài sản chung. Cho nên là nếu là mẹ chồng đã có tặng cho chị thì chị phải cung cấp thêm cái hợp đồng tặng cho đó nữa thì mới có thể bán được. Nhân đây thì Ngọc Diệu cũng xin được hỏi luôn luật sư Thủy là chúng ta nên có một cái lưu ý nhỏ là nếu như mà gọi là tặng cho tài sản riêng thì chúng ta phải có một cái hợp đồng và được công chứng ạ. Đúng không ạ? Theo quy định hiện nay thì đối với bất động sản là nếu như mà tặng cho hoặc là mua bán thì đại khái mình nói là nó là chuyển nhượng đi thì thứ nhất nó phải là được lập thành văn bản và cái nó phải được công chứng hoặc chứng thực.
Còn nếu như mà mình mua từ các cái doanh các cái công ty mà nó có chức năng về kinh doanh bất động sản á, thì có thể như vậy thì hiểu đơn giản là trong cái trường hợp của vị khán giả vừa rồi là mẹ có tặng cho mẹ có gọi là cho chị một cái miếng đất năm 2003. Nếu như mà cái hình thức chuyển nhượng nó hết sức đơn giản là chỉ từ người mẹ rồi chuyển quyền sử dụng đất sang cho cái vị khán giả này á, năm 2003, như vậy thì vẫn không chứng minh được đó là cái tài sản tặng cho riêng của mẹ chị cho chị ấy à? Không, tức là cái có cái hợp đồng để mà tặng cho thì dĩ nhiên lúc nãy là vị khán giả có nói là đã đứng tên trên cái đất đó rồi, thì tức có nghĩa mình hiểu là trước đó là chị ấy đã thực hiện xong các cái thủ tục, ví dụ như là hợp đồng tặng cho rồi thì nó phải có chứ. Thì trong trường hợp này thì có thể là khi mà ra công chứng là bên phòng công chứng người ta sẽ yêu cầu là phải cung cấp thêm cái hợp đồng tặng cho đó nữa. Rồi, xin được cảm ơn luật sư Thủy rất nhiều và cũng xin được cảm ơn vị khán giả vừa rồi đã tham gia chương trình. Xin được mời bộ phận thư ký hãy tiếp tục chuyển câu hỏi cho chúng tôi. Tôi kết hôn năm 88, tôi ở Long An nè, không có đăng ký kết hôn. Tôi có hai con. Đến năm 97 á, cha tôi cho tôi 500 mét đất thổ. Tôi đứng đợt tên. Tới năm 1998 á, tôi mới đăng ký kết hôn. Năm 2000 á, cô ta ngoại tình tôi bắt gặp. Rồi năm 2001 á, cô bỏ nhà ra đi cho đến nay. Hôm nay tôi làm đơn xin ly hôn, tôi kêu cô ta ký tên. Cô ta nói giờ phải chia đất cô ta mới ký. Vậy tôi xin hỏi, nếu mà tôi không chia đó là đất của cha mẹ tôi cho, nhưng mà hồi đó tôi làm giấy tôi đứng tên không à, hồi đó không có công chứng, không có ra công chứng gì hết á. Chỉ có sang nhượng thẳng cho tôi thôi. Coi như là giờ cô ta hiểu, giờ tôi phải chia đất cô ta mới chịu ký tên. Không ấy, cô không ký ly dị. Như vậy tôi không chia có được không cô? Dạ rồi, cảm ơn khán giả tham gia chương trình ạ. Dạ, xin được mời hai vị luật sư ạ. Cái trường hợp của khán giả Long An thì tôi xin tư vấn một số ý kiến như sau. Thông tin mà bác anh đưa thì là hai vợ chồng anh là đăng ký kết hôn, sinh sống với nhau từ năm 1988. Đúng rồi. Tuy nhiên đến năm 1998 mới làm đăng ký kết hôn. Và cái việc mà anh được cho đất là năm 1997. Đấy. Thì tôi không biết rằng là cái việc mà anh được cho đất từ năm 1997 thì đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay chưa. Tôi đang muốn xác định về cái thời điểm mà có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên theo luật hôn nhân và gia đình ấy, đối với cái trường hợp mà chung sống với nhau như vợ chồng và có đăng ký, sau này thì có đăng ký kết hôn, thì hôn nhân được tính kể từ thời điểm mà đăng ký kết hôn. Như vậy thì cái hôn nhân của anh sẽ được tính và có hiệu lực từ năm 1998. Đúng rồi. Tuy nhiên cái đất của anh thì được cho năm 1997. Như vậy thì hoàn toàn có thể chứng minh được đây là cái tài sản riêng của anh. Và cái việc mà chị yêu cầu mà chia tài sản thì là sẽ không có căn cứ. Cái vấn đề thứ hai là anh có nói một cái chi tiết, đấy là anh muốn ly hôn nhưng mà chị yêu cầu là phải ký tên phải chia đất thì mới ký tên. Thì tôi cũng thông tin thêm một cái trường hợp đó là về cái quyền yêu cầu ly hôn. Thì các bên đều có quyền yêu cầu ly hôn mà không cần có sự đồng ý của bên kia. Đó là trường hợp mà vợ chồng anh không có thỏa thuận được về cái việc mà yêu cầu đồng thuận ly hôn, thì anh hoàn toàn có thể là làm đơn khởi kiện đơn phương. Đó là đơn phương khởi kiện, và chỉ cần một mình anh ký tên trên đơn khởi kiện thì đều có thể gửi để hồ sơ đến tòa án để yêu cầu ly hôn. Dạ, xin được cảm ơn luật sư Thảo. Dạ, xin được mời luật sư Thủy ạ. Vâng, tôi xin bổ sung thêm một cái ý, đó là như lúc nãy vị khán giả có nói là được cho đất năm 1997. Nhưng mà bây giờ nó liên quan đến cái vấn đề là hai bên đã có đăng ký kết hôn năm 98 rồi, và hiện nay là hai bên đang tranh chấp về cái tài sản và muốn ly hôn. Thì theo quy định á, là trong trường hợp là anh muốn chứng minh rằng đây là tài sản riêng của anh thì anh phải đưa ra các cái bằng chứng hoặc là các cái giấy tờ có liên quan để chứng minh đây là tài sản riêng của mình. Còn trong trường hợp như là nếu như mà mình chỉ nói là cái tài sản này là tôi được
tặng cho, nhưng mà là mình lại không đưa ra được cái bằng chứng nào để chứng minh là cái tài sản này mình được tặng cho, thì nó sẽ mặc nhiên được hiểu là tài sản chung. Cho nên là tôi mong rằng là vị khán giả này sẽ lưu ý về vấn đề này. Dạ, xin được cảm ơn luật sư Thủy, và hy vọng với phần tư vấn của cả hai vị luật sư thì vị khán giả Đông An đã hiểu rõ hơn về trường hợp của mình. Xin được cảm ơn chú đã tham gia chương trình. Xin được mời bộ phận kỹ thuật hãy tiếp tục chuyển câu hỏi cho chúng tôi. Chồng em ổng đã ly hôn với lại cái bà vợ trước đúng không? Nhưng mà có tội là ổng không cần lấy tài sản gì hết. Cuối cùng á là bà với ổng hồi đó vay ngân hàng chung á. Bây giờ cái ổng đòi hỏi đặng cái đó, nhưng mà đã đưa đơn ra bà bán nhà bán cửa rồi ổng đòi hỏi đặng trả cho ngân hàng, nhưng mà trong khi ở tòa án đã xử xong hết rồi, bà đưa ra tỉnh, tỉnh cũng xử xong rồi. Người ta hủy đơn không cho bà đi nữa, là kêu bà phải đưa cho hỏi cho ông chồng em là 40 mấy triệu để trả cho ngân hàng. Sao mà đã đưa về để đợp đơn cho bên thiền án này mà sao tới bữa nay mà mình thấy nó không có kêu, nó không có giải quyết nè, sao chị ha? À, xin lỗi chị ở đâu ạ? Dạ em ở Bình Thuận á chị. Dạ. Xin được mời hai vị luật sư giúp tư vấn cho khán giả ở Bình Thuận ạ. Vâng, tôi có thể hiểu là, tôi có nghĩa là chị khán giả này là có thể là vợ sau của cái ông chồng này. Và trước đó thì người chồng có ly hôn, và nó liên quan đến cái số tiền là còn lại là 40 mấy triệu. Cái người vợ trước là phải có nghĩa vụ để thanh toán lại cho cái người chồng. Nhưng mà hiện nay là bên thiền án người ta vẫn có chưa có thi hành. Thì tôi có thể giải thích cho chị như thế này, là sau khi mà vợ chồng mà đã ly hôn và đã có quyết định có hiệu lực của tòa án rồi, và trong cái bản án đó có quy định là bên vợ là phải có trách nhiệm là hoàn trả cho người chồng là bao nhiêu đó tiền, thì người chồng sẽ cầm cái bản án này và làm cái đơn là đơn yêu cầu thi hành án, để yêu cầu bên thi hành án là tiến hành cái việc làm thi hành án, và cũng như là yêu cầu cái phía người vợ là có trách nhiệm phải trả lại. Và bên cơ quan thi hành án là khi người ta nhận được cái đơn của mình rồi là người ta sẽ đi xác minh về cái điều kiện của cái người vợ đó, là người ta có cái hiện nay là bà vợ đó có cái điều kiện để thi hành án cho mình hay không. Nếu như mà người ta xác định là cái bà vợ trước có cái điều kiện để thi hành án, thì bên thi hành án là sẽ tiến hành các cái thủ tục tiếp theo. Ví dụ như là người ta sẽ yêu cầu là bà này có trách nhiệm phải trả cho ông số tiền bao nhiêu đó. Nhưng mà nếu như mà bà vẫn không đồng ý, thì trong một cái thời hạn nhất định thì bên thi hành án người ta sẽ ra quyết định cưỡng chế để yêu cầu cái người vợ trước để thanh toán cái khoản tiền này. Nhưng mà nếu như mà bên thi hành án người ta xác định là cái người vợ trước này mà không có điều kiện thi hành án, thì có thể là cái việc thi hành án này sẽ tạm dừng lại cho đến khi nào xác định được cái người vợ trước có tài sản thì người ta mới tiếp tục thi hành. Dạ, xin được cảm ơn luật sư, và cũng xin được cảm ơn vị khán giả Bình Thuận đã tham gia chương trình. Xin được mời bộ phận thư ký hãy tiếp tục chuyển câu hỏi của khán giả. Hai người sống không hạnh phúc với nhau rồi, có khả năng xảy đến ly hôn đó. Cái vòng vàng mà cái ngày đám cưới á, là cha mẹ bên đàn trai tuyên bố cho người phụ nữ à, thì sau này cha mẹ mượn lại là không có giấy tờ, nghĩa là cha mẹ mượn thì mình nghĩ cha mẹ chồng thôi, thì mình cũng không làm giấy tờ. Hỏi như vậy á, là khi ra tòa mình giải quyết cái đó như thế nào? Và thứ hai nữa là bây giờ á, là khi người vợ á, là dẫn người chồng đi, rồi bây giờ là khi về là hỏi lại lấy giấy chứng minh hoặc là giấy tờ để đi làm các thủ tục đi mà mướn ở Bình Dương á, thì người chồng rất gây khó khăn, thì trường hợp đó mình làm sao và yêu cầu cơ quan nào giải quyết? Xin lỗi khán giả ở đâu ạ? Tôi ở Đồng Dông, Kiên Giang. Dạ rồi, cảm ơn câu hỏi khán giả. Dạ, xin được mời hai vị luật sư giúp tư vấn cho khán giả ạ. Chị em. Cái trường hợp này khán giả ở Kiên Giang thì tôi sẽ có một ý kiến như sau. Anh có hỏi hai vấn đề. Thứ nhất là vợ chồng có mâu thuẫn và có khả năng dẫn đến ly hôn, thì chắc là anh cũng, vợ chồng cũng đang có vấn đề trục trặc. Và anh hỏi về cái trường hợp mà người vợ có được mẹ chồng cho tuyên bố cho cái của hồi môn và vàng bạc, nhưng mà sau đó thì lại giữ lại, thì bây giờ là có được đòi và yêu cầu chia hay không? Đó. Cái vấn đề thứ hai là về cái việc yêu cầu giấy tờ chứng minh thì rất là khó. Ông chồng có gây khó khăn về cái việc mà cung cấp các cái giấy tờ cho người vợ. Cái vấn đề thứ nhất đó là cái vấn đề mà của hồi môn. Thì cái trường hợp này á, thì khi mà làm đơn khởi kiện ly hôn thì anh có chị có quyền là trình bày về các cái vấn đề này tại đơn khởi kiện. Và sau đó thì nếu như mà
có chứng cứ để chứng minh về cái việc mà bà mẹ tuyên bố cho. Thì ở đây á, tôi có lưu ý cái trường hợp mà thường là cho trong cái lễ kết hôn thì có thể sẽ có những cái bằng chứng để ghi lại về cái việc này. Đó là ở miền Nam thì tôi thấy nó có rất nhiều là những cái phong trào về cái việc mà quay phim chụp hình đấy, hoặc là có những các cái nhân chứng, các cái người của hai bên hai họ đều có chứng kiến cái việc cho này, thì chúng ta có thể căn cứ vào đó để chứng minh được rằng là việc là người mẹ đã cho và trao cái số tiền này. Nhưng mà cái việc mà chứng minh này cũng rất là khó nan giải, chứ cũng không phải là vấn đề mà dễ. Cái thứ hai là cái việc mà người vợ muốn lấy các cái giấy tờ chứng minh nhân dân hộ khẩu để đi làm, nhưng mà người chồng rất là gây khó khăn. Thì cái trường hợp này đối với lại cái chứng minh, đối với cái vấn đề này thì thứ nhất là người chồng là không hợp tác. Tuy nhiên chúng ta có thể liên hệ với các cái cơ quan có thẩm quyền, ví dụ như là công an, để xác nhận về cái việc mà chị đang có cái hộ khẩu tại cái thời điểm ở đây, đang có cái hộ khẩu ở đây, thì cái giấy tờ đó nó cũng là một cái căn cứ để chứng minh rằng là cái để có căn cứ để chứng minh giấy tờ, hoặc là cái chứng minh nhân dân thì bây giờ căn cứ vào cái giấy tờ xác nhận của công an thì chúng ta có thể đi sao lục hoặc là xác nhận từ đó thì hoặc là làm cái căn cứ để có thể cấp lại cái chứng minh nhân dân nếu như mà người chồng cố tình, thì khi chúng ta có đơn trình báo thì cũng có cái xác minh để có thể làm lại các cái giấy tờ để thuận tiện trong cái việc giao dịch. Dạ, xin được cảm ơn. Xin được mời luật sư Thủy ạ. Vâng, tôi chỉ có một cái bổ sung ở đây, tức là tôi muốn nói về cái việc là như lúc nãy luật sư Thảo nói là để mà chứng minh, có cái bằng chứng để mà chứng minh là cái người mẹ đã mượn lại, thì làm thế nào để mình chứng minh được? Thì rõ ràng là thông thường thì mẹ chồng mà mượn lại thì con dâu đâu có dám là kêu là phải làm giấy tờ gì. Nhưng mà bây giờ nếu mà đã hai vợ chồng là đã mâu thuẫn với nhau rồi, có khả năng là sẽ ly hôn, thì nếu như mà hiện nay mà vẫn chưa ly hôn thì tôi nghĩ là chỉ có thể xem xét, ví dụ như là khi mà mình nói chuyện với người mẹ chồng và mình nhắc lại cái việc là à mẹ, lần trước đó là mẹ đã từng mơ ước của con như thế, thì chị có thể ghi âm lại, thì cái đoạn ghi âm này nó có thể trở thành một cái chứng cứ để cho chị sau này mà chị kiện ra tòa thì nó trở thành cái chứng cứ để chứng minh, để có quyền yêu cầu cái người mẹ này phải trả lại cái phần tài sản này cho mình. Thì tôi nghĩ là đây là cái cách duy nhất thôi, chứ còn bây giờ nếu mà không có cái đó là cũng không có cách gì để chứng minh được cái phần này hết. Dạ, xin được cảm ơn luật sư. Và cũng xin được cảm ơn vị khán giả ở Kiên Giang đã tham gia chương trình. Xin được mời bộ phận thư ký hãy tiếp tục chuyển câu hỏi của khán giả đến hai vị khách mời tham gia chương trình hôm nay. Em, chị mày chỉ cho chị miếng đất, nhưng mà sau đó là thằng cháu chị nó lên trên miếng đất của chị, nó cắt mà chị mới để nhượng giấy tay cho nó là 23 triệu cái phần đất mé bên đây thôi, mới nhượng cái miếng giấy nhỏ xíu thôi, nhưng mà để 23 triệu không nói nhượng thôi, chứ nói trên giấy đó là nói bán đó, bán phần đó, nhưng mà sau đó chị mới đi làm, chị không có ở nhà nên nó tự quyền nó giả chữ ký chị, rồi nó kê khai được sổ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp cái giấy chứng nhận đó ngày 1 tháng 7 ngày năm 2007 đó cô. Như vậy thì chị phải làm sao? Vì nó lấy hết rồi, cái nó tự nó sang tên, nó làm thủ tục của nhà nó sang tên được hay á, chị không có ký tên, không có hợp đồng chuyển nhượng mua bán gì chưa gì hết, mới có nhiêu đó thì nó lấy hết cái phần đất của chị đó. Chị bán có một khúc bên nó làm, bên kia chưa làm lộ, chị bán mé bên đó gì nó đưa vào chuột để rồi, nó là cháu cô á, nên nó cắt nhà trên miếng đất của chị, còn bên đây làm lộ xong, bên đây chị chưa làm sổ đỏ được á, mà mẹ chị cho là tổng thể là 200 mấy, mà nó lấy mé bên đó là nó làm sổ nó chuyển hết luôn, thì phần bên đây chị phải làm gì cưng, chị không biết làm sao. Dạ, rồi cái giấy viết tay mình sang nhượng cho năm nào ạ? Năm 2006. Dạ rồi, cảm ơn câu hỏi của chị. Dạ. Dạ, xin được mời hai vị luật sư ạ. Tôi xin được trả lời câu hỏi này như sau. Theo thông tin của chị thì là mình làm một cái giấy chuyển nhượng bằng giấy viết tay thôi, mà mình không có thông qua việc công chứng chứng thực là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là theo thông tin của chị thì là cái miếng đất này nó phải là hơn 200 mét, nhưng mà chị chỉ nhượng cho cái người cháu này chỉ có một phần thôi. Nhưng mà cái người cháu này thì đã theo chị thì chị cho rằng là đã giả chữ ký
để mà làm được cái thủ tục sang tên này. Thì trong trường hợp nếu như mà chị cho rằng là người cháu này đã giả chữ ký và đã làm cái thủ tục sang tên là trái với quy định của pháp luật, thì chị có quyền, thứ nhất là chị sẽ khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền tại nơi mà có đất, và trong đó là chị sẽ nêu rõ là chị đồng ý là bán cho người cháu này chỉ có khoảng một ít đất đó thôi, và chúng tôi chỉ mới có làm giấy viết tay chứ không có chưa có thông qua cái việc công chứng chứng thực của bên phòng công chứng. Và cái thứ hai nữa là cái giấy tờ mà của cái người cháu đó để nộp cho cái văn phòng đăng ký đất đai á, cái giấy viết tay á là giả chữ ký của chị, thì chị có thể trình bày trong cái đơn khởi kiện đó và yêu cầu tòa án là sao lục và trích lục hồ sơ từ bên văn phòng đăng ký đất đai để lấy ra những cái giấy tờ viết tay mà chị cho rằng là giả chữ ký của chị để đi giám định chữ ký để chứng minh rằng là cái giấy tờ đó là nó không đúng. Thì nếu như mà bên phía tòa án mà người ta giám định và người ta xác định là cái chữ ký đó nó là lòng giả, thì có thể là chị sẽ đòi lại được cái đất đó của mình. Còn liên quan đến cái phần đất mà chị đã bán là 23 triệu á, thì cái đó là mình cũng phải xem xét là cái quyền lợi của người cháu liên quan đến cái phần mà chị đã bán đó. Thì theo nghị định 01 năm 2018 là cũng có quy định là đối với những cái giấy tờ mà mua bán giấy tay từ giai đoạn năm 2004 và trước cái năm 2014 thì có thể xem xét được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thì cái phần này là chị cũng có thể trình bày trong cái quá trình khởi kiện để xem xét và giải quyết cái quyền lợi cho cái người cháu cũng như là giải quyết cái liên quan cái quyền lợi của mình. Dạ. Xin được cảm ơn luật sư Thủy rất là nhiều. Và bây giờ cũng xin được mời bộ phận thư ký hãy tiếp tục chuyển câu hỏi cho chúng tôi. Ông nội của em là với bà nội khi chết là để lại tài sản là 16 công đất, và trước khi đó là chia cho mỗi người một cổ phần xong hết rồi, mà ông nội không có, trước khi mất là không có để lại di chúc cho ai. Rồi 16 công này có được chia thành cổ phần cho các anh em không chị? Em hỏi vậy. Xin lỗi, anh ở đâu ạ? Ở Cần Thơ. Dạ rồi, cảm ơn câu hỏi của anh ạ. Dạ, xin được mời hai vị khách mời giúp tư vấn cho khán giả Cần Thơ ạ. Không có gì chút. Tôi có ý kiến về cái trường hợp của Cần Thơ, đó là anh thông tin là ông bà nội thì đã mất, và trước khi mất thì ông bà đã chia cho mỗi người một cái phần đất rồi. Và bây giờ ông bà mất rồi thì cũng có để lại thêm một phần di sản nữa. Thì em có hỏi rằng là những cái người mà đã được chia đó thì có được chia nữa hay không? Như theo quy định thì hiện nay thì như sau, đó là cái trường hợp mà khi mà còn sống thì ông bà tặng cho, đấy là hoàn toàn cái quyền định đoạt của ông bà. Tuy nhiên khi mà ông bà mà mất đi, để lại một cái tài sản thì được gọi là dư sản thừa kế, và ông bà lại không có cái di chúc để lại cho cái người còn lại hay là để lại cho bất kỳ ai, thì như thế đương nhiên cái tài sản này sẽ được chia theo theo thừa kế theo pháp luật. Và thừa kế theo pháp luật thì quy định về cái hàng thừa kế thứ nhất gồm cha mẹ, cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, vợ chồng và con đẻ, con nuôi. Như vậy những người nào mà thuộc hàng thừa kế thứ nhất thì đều có quyền lợi đối với cái phần di sản của ông bà nội để lại, bất kỳ cái trường hợp là đã được cho hay là chưa được cho. Thì như vậy là những cái trường hợp của anh ấy thì cái di sản của ông bà nội để lại sẽ được chia cho những người ở hàng thừa kế thứ nhất, chứ không phải là chỉ chia cho những người mà chưa được cho. Và tôi cũng xin bổ sung thêm là thí dụ như là trong các người con của ông bà mà có người nào là đã mất rồi, thì những cái người cháu, tức là những người con của cái người mất đó là sẽ được thừa kế thế vị. Tôi có nghĩa thí dụ như là ông bà có hai người con đi, trong đó có một người con đã mất, nhưng mà cái người con đã mất đó là có một người con. Tức có nghĩa là cháu, thì cái người cháu này là được quyền thừa kế cái phần di sản mà cái người cha của mình nếu mà còn sống sẽ được hưởng. Dạ, xin được cảm ơn luật sư rất là nhiều, và cũng xin được cảm ơn vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình. Thưa quý vị, còn rất nhiều câu hỏi của khán giả gọi về cho chương trình giờ tư vấn, nhưng do thời lượng của chương trình đã hết và chúng tôi sẽ liên hệ với các luật sư để trả lời cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Mong rằng là quý vị khán giả sẽ thông cảm ạ. Xin được cảm ơn phần tư vấn của cả hai vị luật sư dành cho chương trình, và
xin hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Thưa quý vị, bắt đầu từ tháng 8 năm 2019 thì chương trình truyền hình trực tiếp Pháp Luật Vào Cuộc Sống sẽ được phát sóng trực tiếp vào thứ bảy tuần thứ nhất của tháng, từ 15 giờ cho đến 16 giờ trên kênh truyền hình BRT, sóng phát thanh tần số FM 92 MHz và trên trang web của đài brt.vn. Và chúng tôi cũng thường livestream trực tiếp trên trang fanpage theo địa chỉ Facebook là suyettv.brt. Xin mời quý vị khán giả đón theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.